cũng thông qua đường dây nóng 090 18 12 99. Kênh VTC9 nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại phố Nguyễn Ngọc Doãn, Đống Đa, Hà Nội về tình trạng vỉa hè dọc con phố tràn ngập rác thải, chiếm dụng làm chỗ kinh doanh, gây bức xúc cho người dân. Cụ thể, tại ven bờ sông Lừ, dọc con phố Nguyễn Ngọc Doãn, Đống Đa, Hà Nội, nhiều vật dụng như ghế da cũ, bàn ghế hỏng, rác thải sinh hoạt, túi bao phế thải xây dựng bị vứt bỏ tràn lan trên vỉa hè chật hẹp. Đáng nói, mặc dù đã có biển cấm, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra một thời gian dài, chưa có biện pháp xử lý. Lan can ven bờ sông Lừ xuống cấp trầm trọng, rỉ sét, có đoạn không còn lan can, được tràng dây tạm bợ gây nguy hiểm cho người dân. Vỉa hè dọc con sông còn được người dân chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán khiến người dân vô cùng bức xúc. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng trên.